Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Cô ra, Tấn Hải bá tước đường luôn cầu kiến. Phòng tiếp khách của Huyền Vũ bá tước phủ. Huyền Vũ bá, nhà ta đã làm theo ước định rồi, chính là giao đảo Kim Sơn cho gia tộc Kim Thị người, mong Huyền Vũ bá tiếp nhận. Tấn Hải bá đúng là người đáng tìm. Hai ngày sau, Huyền Vũ bá dẫn đầu 2.000 tư binh, 200 thợ luyện kim, 800 thợ mỏ, đi mười mấy con thuyền lớn đến tiếp nhận đảo Kim Sơn. Thứ tử Tấn Hải bá tước phủ Đường Dung đi cùng. Đường Duẫn thế tử, ta thật sự là không ngờ tới lệnh tôn vậy mà quả quyết anh minh như vậy. Xem ra trước đây ta coi thường anh hùng thiên hạ rồi. Kim gia bọn ta nhiều đời giao hảo với Đường gia, chẳng qua là sau này xảy ra chút hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này bây giờ vẫn được giải quyết rồi, hai nhà chúng ta cũng lên giảng hòa rồi. Đúng thế, đúng là như thế. Bây giờ tân chính như dầu sôi lửa bỏng, các quý tộc lâu đời như chúng ta lên đoàn kết một lòng. Nghe nói Đường huynh còn có một muội muội năm nay 16, chi thư đạt lý, mỹ mạo tài hoa. Hơn nữa thế tử Kim Mộc Thông nhà ta vừa hay là cũng chưa có hôn phối, chi bằng hai nhà chúng ta kết thành thông gia, lối tiếp tình hữu nghị trăm năm. Ồ, xem ra chuyện của Vũ An bá tước phủ giải trừ hôn ước với Huyền Vũ bá tước phủ người là thật sao? Kim thị bây giờ không phải là tường đổ người đẩy, mà là tường đổ người người dẫm rồi. Chuyện này quá lớn, ta phải quay về bẩm báo với phụ thân, tin rằng phụ thân sẽ suy xét việc này. Cô gia đã đến đảo Kim Sơn rồi. Đảo Kim Sơn. Tất cả thợ mỏ, thợ luyện kim chuẩn bị lên bờ, chính thức tiếp nhận hầm mỏ và công trường luyện kim ở đảo Kim Sơn. Vâng. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Xong lần. Kẻ nào chặn ta thì phải chết, mau chóng đầu hàng. Nghĩa tử của hải tặc vương Cừu Thiên Nguy, nhân vật đệ tứ thành nội triều Cừu Hầu. Hải tặc là hải tặc, phòng bị ngoan ngoãn chút đi. Hải tặc chính là hải tặc, ra tay quá độc ác, không phải nói rõ chém binh sĩ của Kim thị thôi sao? Đường huynh, sao trên đảo Kim Sơn lại có hải tặc thành nội triều? Ta cũng không biết nữa, để phối hợp giao đảo. 3 ngày trước bọn ta đã rút hết người ra khỏi đảo Kim Sơn rồi. Ta cũng không ngờ tới hải tặc vương của Cừu Thiên Nguy lại bị ổ như thế, nhân cơ hội này chiếm cứ hòn đảo này. Hải tặc của thành nội triều, các ngươi nghe rõ cho ta, hòn đảo này gia tộc Đường thị ta đã giao cho gia tộc Kim thị rồi, các ngươi mau chóng rời đi đi. Đúng là lực cười mà, thứ rơi vào miệng Cừu thị bọn ta trước giờ chưa từng có chuyện phải nhổ ra đâu. Bảo Cừu Thiên Nguy ra đây nói chuyện. Huyền Vũ bá tước, các ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay của nghĩa phụ ta, ngươi căn bản không có tư cách bảo nghĩa phụ ta ra mặt nói chuyện. Có ta nói chuyện với ngươi đã là đề cao đám phế vật các ngươi nắm rồi. Ngươi là Thẩm Lãng đúng không? Bây giờ Huyền Vũ bá tước phủ đã rơi vào ngõ cụt rồi. Thẩm Lãng ngươi lớn lên trắng trẻo xinh đẹp như thế, chỉ bằng quỳ xuống dưới háng của ta, ta sẽ để ngươi trở thành tiểu tướng công của ta thế nào hả? Tìm chết, một đám hải tặc các người công khai cướp đảo Kim Sơn, đây là đối nghịch với Việt quốc. Các người cứ chờ cơn thịnh nộ của quốc quân đi. Quốc quân của các người còn hận không thể nào khiến các người chết đi. Đến đây nào Huyền Vũ bá, dẫn binh đánh đi. Đánh thắng được bọn ta, đảo Kim Sơn sẽ là của gia tộc Kim thị các người. Vô sỉ, quá mức vô sỉ. Cảm ơn đại lễ của gia tộc Kim thị các người, lấy 100 võ sĩ thợ mỏ thợ luyện kim này. Ta sẽ lấy hết, đa tạ Huyền Vũ bá. Kim hối chúng ta. Hải tặc là thuyền hải tặc. Nhạc phụ là thuyền hải tặc, đây là một cái bẫy, chúng ta phải mau chóng rời đi. Lập tức dương buồng, mau chóng quay về. Không được, thuyền của chúng ta để quá nhiều ở đó, cứ như này tiếp thì sẽ bị bắt lấy mất. Vứt hết đồ không cần thiết xuống biển. Ngay lập tức, bây giờ mau làm đi. Vâng. Huyền Vũ bá tước phủ như này,
là muốn vứt hết lương thực và vũ khí xuống hay sao? Huyền Vũ Bá Tước Phủ vừa cung cấp người, lại vừa tiếp tế cho chúng ta, đúng là người tốt mà. Cửu Thiên Nguy, Cửu Thiên Nguy, ngươi đợi đấy cho ta. Ta nhất định là sẽ tâu lên quốc quân, để ngài ấy phái đại quân đến tiêu diệt các người. Mau mau, đỡ bá tước vào thuyền. Vâng. Người đâu, ta phải thưởng thức bộ dạng hoảng loạn bỏ chạy của Huyền Vũ Bá Tước Phủ. Vâng. Trương tiểu thư sao thế? Huyền Vũ Bá Tước Phủ hoàn toàn gục ngã ngay từ đầu rồi. Trong thuyền, nhạc phụ đại nhân diễn kịch giỏi thật. Nhưng cái giá của vở kịch lần này quá lớn. Những người đó mặc dù tạm thời bị dụ, nhưng mà nhạc phụ đại nhân, vở kịch này y như thật. Nếu như không trả giá, kẻ địch của chúng ta rất khó mắc bẫy. Hơn nữa Cừu gia chỉ để cho bọn họ đi làm việc lặng thôi. Chỉ cần hơn một tháng là chúng ta có thể cứu họ về. Nhạc phụ đại nhân, tiếp theo người vẫn cần giả bệnh. Cho dù là tướng lĩnh tâm phúc của phủ bá tước cũng không được để cho bọn họ biết nội tình. Sau đó chúng ta không ngừng tấu lên quốc quân, xin ngài ấy dẫn binh thảo phạt hải tặc ở thành Nội Triều. Như thế bước chiến lược thứ hai của chúng ta mới có thể đại công cáo thành. Cửu Thiên Nguy, 1/4 binh lực bị điều đến đảo Kim Sơn rồi. Trong thành Huyền Vũ, một quán trà nào đó, nghe nói Huyền Vũ bá tước vừa thất bại lớn rồi. Hải tặc vương Cửu Thiên Nguy xuất binh đến đảo Kim Sơn, đánh cho Huyền Vũ bá tước phủ không còn manh giáp. Ta cũng nghe nói rồi, còn có người nhìn thấy Huyền Vũ bá tước phủ ho ra máu trước mặt của nhiều người cơ. Ơi, người tốt như là Kim Trác bá tước sao lại gặp phải chuyện như này chứ? Rõ ràng vừa mới thắng được trận giành đảo Kim Sơn, bây giờ lập tức mất đi luôn. Đúng là vui quá buồn, vui quá hóa buồn. Ta đã nói Huyền Vũ bá tước phủ xui xẻo rồi mà, bọn họ bại như thế e không phải là tổn thương bình thường đâu. Cho dù thắng được trận Kim Sơn, nhưng từ sau khi Kim Trác rời khỏi đảo Kim Sơn, tất cả mọi người đều cảm thấy gia tộc Kim Tị sắp tiêu rồi. Sau khi Huyền Vũ bá Kim Trác trở về, lập tức đổ bệnh. Trên giường bệnh, ông ta viết liên tiếp mấy bản tấu dâng lên quốc quân. Một bản bi thương hơn một bản thảm hại hơn một bản. Quốc quân tức giận, hạ chỉ quả mắng Kiều Thiên Nguy, lệnh cho hắn mau chóng rời khỏi đảo Kim Sơn. Sau đó thì không có sau đó nữa. Quốc quân ngoại trừ tặng thuốc bổ cho Huyền Vũ Bá ra thì không làm gì cả. Huyền Vũ Bá vừa mới thắng được đảo Kim Sơn đã bị đánh về nguyên hình, mưa gió bấp bênh giống như là ngọn nến trong gió. Kế của Trương Thái Thú đúng là hay. Sự diệt vong của gia tộc Kim Thị ở ngay trước mắt đây rồi. Cũng đúng vào lúc này, sứ giả ẩn nguyên hội Thư Đình Ngọc đến thăm Huyền Vũ Bá Tước. Hắn đến để chính thức đòi lại món nợ thiên văn từ 12 năm trước. Huyền Vũ Bá, món nợ ban đầu của ông là 100 vạn kim tệ, cộng thêm tiền lãi trong 12 năm, tổng cộng là 170 vạn. Trong vòng 12 năm, các ông đã trả 100 vạn, bây giờ còn lại 70 vạn, hy vọng ông có thể thanh toán trong một lần cho ta. Chiếu là 70 vạn, phải trả trong một lần. Thứ Đình Ngọc, 12 năm qua bọn ta đã trả 100 vạn kim tệ, đã hao tổn hết sức lực rồi. Bây giờ kim tệ trên dưới nhà ta cộng lại còn chưa quá 2 vạn, 70 vạn này cho dù làm thế nào bọn ta cũng không kiếm ra được. Ẩn Nguyên Hội giao hảo trăm năm với nhà ta, có thể niệm tình này về gia hạn thêm một năm hay không? Nếu vậy, thẩm lãng ta nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của ngài. Vô cùng xin lỗi, chuyện mà quý phủ gặp phải ta vô cùng đồng tình, nhưng cũng không thể nào giúp được gì. Thứ Đình Ngọc, Ẩn Nguyên Hội các người muốn ép chết bọn ta hay sao? Ngươi muốn mở to mắt ra nhìn gia tộc Kim Thị cổ ta thắt cổ cho mình hết hay sao? Trong vòng một tháng trả hết 70 vạn theo như khế ước. Nếu không, Ẩn Nguyên Hội ta chỉ có thể làm theo khế ước, thu hồi đảo Vọng Nhai mà các người đã thế chấp. Bọn ta mất đi đảo Kim Sơn rồi, các người lại muốn chiếm lấy đảo Vọng Nhai. Như này bọn ta chỉ có thể đấu đến chết với các ngươi thôi. Khế ước giấy trắng mực đen đã ký, nếu như một tháng sau ta không cầm được 70 vạn, chỉ có thể nhờ vào bệ hạ thánh tài. Đến lúc đó vẫn sẽ thu hồi lại đảo Vọng Nhai như cũ. Thẩm lãng cô ra, bản lĩnh của ngươi luôn lớn, chi bằng đi gom tiền đi, nói không chừng có thể gom đủ 70 vạn kim tệ trong vòng một tháng đấy. Tại hạ cáo từ. Cuối cùng cũng diễn xong rồi. Nương tử làng diễn hay lắm. Phu quân, kiếm 70 vạn trong vòng một tháng chẳng thật sự có thể làm được hay sao? Nương tử, chúng ta cược một ván đi. Cược cái gì? Nếu trong vòng một tháng ta có thể kiếm được 70 vạn kim tệ, làng sẽ chủ động ngủ với ta.